Anh ấy thường trước em cảm thấy giáo ánh sáu nguy hiểm. Như con hà mà. Chưa. Kê đó chứ. Bạn kêu về kìa Hiên. Hiên, lái phỏng vấn, phỏng vấn. Lái phỏng vấn. Cái gì đó bạn? Cái gì đấy? Củ chuối à chứ. Nghe nói bạn lên trồng mắng nhiều mà. Có mỗi Nhật Bản chỉ có túi thì mới ăn đa được củ chuối thôi, hiểu không? Từng ai là củ chuối mà. Từng mắng. Bạn của bạn đó. Từ bò nữa. Bọn rì chết, ngược bò ngược. To nhờ. Con to đấy, ôi ngon. Thôi thôi. Biết nói đâu. Hành trình đi tìm măng. Có anh ơi. Gầy luôn. Đến nó mình đi nữa cái bàn to là về. Đặt cái con về thử đấy. Đồ té con gì té mặc. Đồ dây cớn này. Để cái tên này hay hơn. Hành trình đi tìm măng. Có của anh luôn này. Rồi. Rồi. Đâu hay đâu. Nhà người ta mình nhỏ. Wow. To vậy. Mắng hay ra ra hay. Hay. Rồi cãi. Quân. Chẳng có lợi. Mặt quân là. Phù lại phải chặt dưới gốc lại xong bắt đầu bể. Nó bị vỡ. Đá mẹn. Cái này thành gần thành tre rồi. Đó. Thôi thế thôi. Có xe ô tô dưới này. Mang về trồng. Về trồng. Ăn không được trồng. Lấy cả trồng góc luôn. Chờ, về trồng được. Ồ, anh cầm đây đây đây. Cái công việc thì chẳng đéo còn, nó chỉ bằng một cái thôi. Ê, Linh lên đây này. Mình. Vò ít trẻ đây lên là quyết cắt đi một cái này hết rồi đây anh đây đây chúng tôi đang hành trình đi tìm măng đi ăn trộm măng. Những kiểu khám phá rừng bí ẩn nhỉ. Rất là treo leo. Gió rất to. Rất to nha các bạn. Bọn mình đang đi tìm măng ở trên núi. Đấy. Sau giờ làm việc. Đấy.
đấy, gió rất là to. Măng thường nó nhú ở trên cái lá đất này các bạn này, nhưng mà để như thế này thì không thấy đâu. Đấy. Lại giờ được 2 cây rồi nhé các bạn. Bọn mình đang cùng anh em công ty. Đào đâu rồi, xong chưa? Rồi rồi. Lại đào đây, cái này đây. Ờ. Rồi đó. Mốc. Mốc về. Đó. Đó. Tính như vậy. Để đi quá à. Để đi thợ lại. Ồ, quả này ngon ạ. Bé. Để giáo mà nữa đi. Cái gì? Đau cả cái em đau phía dưới đây. Đau xuống. Đau xuống. Rồi. Cái măng to nó đỡ đai chứ. Nó sống rồi to là hết luôn. Tao phải do cái mẹ cái cân rồi đào đầu tiên ngon à. Là vừa rồi, cái những ấy quả nữa. Ngon như su nữa. Có cái nào không anh? Anh cá? Có cái nào nữa? Có đeo đi. Có cắt bỏ cứ về. Sao biết không? Hay. Phải tìm lối thoát chứ. Đây là một rừng xẻ. Wow, nó to nhỉ. Thì hiện tại anh em đang trên được xuống. Cây cối rất là nhiều. Có một cây nữa. Wow. Còn gì vậy? Còn chưa? Già quá. Phải lấy dụng của chúng quá nhé. Chắc được. Đúng được, mềm. Đi về cầm ra một đéo. Sời ra thôi này. Biết coi gì tốc vậy chị. Wow. Nó nó. Bắn lên mùi ngon đi. Các gì văng qua đâu. Không phải ta nhìn mày làm cái thuỏng đấy ta biết rồi. Mày chỉ mà nếu cái thuỏng đấy chỉ chọc hẳn đôi chứ còn. Đấy người đau dựng ngón lên đây rè nhiều. Ừ, nhưng mà thường đặt nó hơi vòng theo ấy á thì nó bể nó không bị gãy. Đây là cái cuốc. Ờ, giờ cái vải chất tô có cái xẻng rồi. Không xẻng ấy sao rồi. Ừ, chị. Tốt. Rè đi, cậy một cực cực này. Nó ra sắp hết đâu. Cái vơi mũi mãn thôi. Cuối cùng là làm con dao đấy cũng có tác dụng. Tác dụng này, mặc dù chưa được mài. Nó giống đẹp của chuối ạ. Đi trùng mãn. Thải đất chuyên nghiệp này. Thải những kiểu thải cây chuối này. Lô này có hết á. Nó có gốc chứ. Lấy số. Bên cạnh nhà gốc có lấy. Hả? Để cả cuồng nó lôi lên dê chứ. Thì nó làm lúc này lúc này. Yên vội quá. Chỉ em biết đạp. Mình lại đạp số. Làm đạp đi. Hiện giờ mình bắt. Bắt được. Có hàng kia đâu hả? Chỗ này anh. Chịp tay về lắm. Rồi. Không. Rồi. Chà, xui.
Thế được rồi. Thế bỏ vào, bỏ vào với cả. Đang ngon đấy, đây. Bỏ vào đút xuống rồi gì. Tự tí. Đào 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 đào. Thôi lấy mỗi chỗ đấy nữa thôi. Tí nữa lấy cho mình được. Thì làm những cái tháp này. Không ăn được. Đoạn đấy là đoạn gốc rồi. Làm cực nhìn gọn. Kháng niệm cực đi. Đấy, đoạn này kìa gốc rồi. Đúng rồi, đấy, cắt ngang đấy là xong. Đó, rồi cái này bỏ vô mà. Mắng đá vào, thôi đi đau dũi chứ. Cắt, cắt gốc cái kiểu này, hết ạ. Cắt cái đó này. Ôi, giữa được. Để được cắt cái nữa. Tránh về không? Cắt cái đấy đi. Thế này là tránh về không? Đưa về đi cháu. Anh xách em ví. Có cái được rồi đâu hết ạ. Một một nốt đấy. Cả nó cầm đi. Hiến ạ. Rồi cắt gì, cắt gốc ấy. Không phải cắt được cái lớp. Cửa ra nó nữa được rồi. Cực rồi. Này này, bây giờ ấy mang này thì phải đến lúc nó lên nó xem chết đâu. À xem. Này xem nó anh kể để anh lên nó. Dừng đây này. Sợ cái đeo rồi đi. Anh còn gần về đây em ở đây 3 năm phải. Lo cho anh em nó mua cho ta. Về nghe. À giờ này đang bật gì đó? Thầy cứu à? Anh ấy thường trước em cảm thấy giáo anh Sáu nguy hiểm. Như con hà mà. Chưa, chưa. Kê đó chứ. Bạn kêu về kìa Hiên. Hiên, đấy Phùng Vận, Phùng Vận. Đấy Phùng Vận. Cái gì đó bạn? Cái gì đấy? Củ chuối. Củ chuối à chứ ừ. Nghe nói bạn lên trồng mắng nhiều mà. Có mỗi Nhật Bản chỉ có tối thì mới ăn đa được củ chuối thôi, hiểu không? À, từng, ừ. Ai đa củ chuối mà. Trồng mắng. Bạn của bạn đó. Từ bò nữa. Ừ. Bò rồi chết không? Ngược bò ngược. Không bò ngược. Thôi, anh em cùng chuyện cái này về làm tí đấy bạn ơi. Về à? Ừ. Về cắt cho cá ăn mà. Không phải muỗi à? Nghe nói mắng ở Nhật ngon lắm. Đó là Việt Nam. Cho gan. Cắt cho gan mà. Đây hay. Ra đến đấy. Tôi lên bảo công an này.